Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con tôi nữ tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và tôn chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1, Đức Phật, bài 16, giáo hóa với nhiều phương tiện, phần 6, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta Trang Nghiêm, con xin tự tọa Minh Hạnh đọc kinh Lợi Tâm Bảo và chúng con kính cung thỉnh Ngài. Dạ, chúng con chưa thấy Thượng tọa Minh Hạnh cầm mic, thì chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh cầm mic à. Dạ, con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài gian đến để chứng nghiệm,
hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vận tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay cho chúng con. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Thật Đẳng, Thượng Tọa Bình Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt ở trong rừng. Thân chào tất cả quý Phật tử, quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục học về cuộc đời của Đức Phật. Với cái sự giáo hóa chúng sanh bằng nhiều cái phương tiện, nói đến với sự hoằng pháp của Đức Phật thì chúng ta cũng phải hiểu rằng ở trong thế gian này không phải ai cũng có cái tâm du thuận. Và sẵn sàng để quy ngưỡng Đức Phật, dù Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng sanh đa dạng, về căn cơ họ không có đồng đẳng về phước báo cũng như cái khả năng nhận thức. Thì để chuyển hóa chúng sanh, Đức Phật đã rất nhiều phương tiện khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe ba cái câu chuyện. Một câu chuyện Đức Phật cảm hóa hung thần, tức là nói đến chuyện Dạ Xoa A La Quốc Cá. Câu chuyện thứ hai là nói đến cái sự đối diện với kẻ du khống, tức là câu chuyện về nàng Chinh Cha Manavika. Và cái câu chuyện thứ ba, Ngài độ người tà kiến, là câu chuyện của Bà La Môn Akika Faradwaja. Cứ mỗi một tuần chúng ta học ba câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe ba cái câu chuyện này do Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ trình bày.
Và bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chánh kinh. Sau đó xin cung kính gọi giảng sư Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Sa Thú Lanh Thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Và bài học hôm nay, phần 1 Đức Phật, bài 17, giáo hóa với nhiều phương tiện, phần 6. Đức Thế Tôn là Phật, là bậc giác ngộ và khai ngộ chúng sanh hiểu rõ lẽ thật. Lãnh hội sự thật không đơn giản như phát khởi lòng tin ở thần linh hay cá nhân nào đó. Chúng sanh vốn dị biệt về căn cơ, không đồng đẳng về phúc đức, đa dạng trong khả năng nhận thức. Để chuyển hóa và khai ngộ cuộc đời, Đức Phật đã phải dùng rất nhiều phương tiện khác nhau. Bá gia thì bá tánh, muôn người thì muôn bệnh, trăm cái khổ không cái nào giống cái nào. Kho tàng mênh mông của ba tạng kinh điển đã ghi lại rất nhiều câu chuyện mà qua đó cho chúng ta thấy được tâm đại bi vô lượng của Đức Thế Tôn trong sự giáo hóa chúng sanh ngộ nhập tri kiến giải thoát. Hóa thần không phải chỉ có loài người mang nhiều tâm ý dị biệt, mà chư thiên, đặc biệt là chư thiên cõi thấp, tâm tánh rất đa dạng phức tạp. Đức Phật là đấng thiên nhân sư, nên Ngài không chỉ mang ánh sáng chánh pháp đến cho nhân loại, mà còn dùng Phật pháp chuyển hóa thiên chúng. Hung thần Alawaka là một địa tiên tánh khí hung hãn, nhưng lại có thần lực muốn áp đảo Đức Phật bằng sức mạnh của mình. Vị này cũng còn học được một số câu hỏi vốn có từ thời Phật Kassapa, nhưng lại không biết câu trả lời. Không dùng sức thắng được Đức Phật, hung thần lại dùng mưu. Vị này nêu lên những câu hỏi khó và nghĩ rằng Đức Phật nhất thời sẽ không có câu giải đáp thỏa đáng. Bài kinh sau đây thuật lại câu chuyện Phật cảm hóa hung thần. Một thời Thế Tôn trú ở Alawi, trú tại trú xứ của Dạ Xoa Alawaka. Rồi Dạ Xoa Alawaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, Dạ Xoa Alawaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ ba, Dạ Xoa Alawaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Lành thai hiền giả. Thế Tôn đi ra. Này Sa Môn, hãy đi vào. Lành thai hiền giả. Thế Tôn đi vào. Lần thứ tư, Dạ Xoa Alawaka nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, hãy đi ra. Này hiền giả, ta sẽ không đi ra cho ông. Ông cần gì hãy làm. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài không trả lời cho ta sẽ làm tâm trí Ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm lấy chân của Ngài, ta sẽ quăng lên qua bờ sông bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới với chư thiên, với ác ma và với phạm thiên, trong quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người lại có thể làm tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân quăng ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi như ý ông muốn. Rồi Dạ Xoa với bài kệ nói với Thế Tôn: Alawaka, ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành đem lại chơn an lạc? Cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng? Nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Thế Tôn: Ở đời này lòng tin tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chơn an lạc? Chánh pháp khéo thực hiện đem lại chơn an lạc. Sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng, là nếp sống với trí tuệ, là nếp sống tối thắng. A la quá cá, thế nào vượt bọc lưu, thế nào vượt biển lớn, thế nào vượt qua khổ, thế nào thật thanh tịnh? Thế Tôn, với tính vượt bọc lưu, không phóng dật vượt biển,
tinh tấn vượt đau khổ với tuệ được thanh tịnh Alawaka. Thế nào được trí tuệ? Thế nào được tài sản? Thế nào đạt danh xưng? Thế nào cột bằng hữu? Đời này qua đời sau, thế nào chết không sầu? Thế Tôn, tin tưởng bậc La Hán, tin pháp đạt niết bàn, khéo nghe được trí tuệ, bậc trí không phóng dật, làm thích đáng trách nhiệm, phấn đấu được tài sản, với sự thật được danh, bố thí cột bằng bè. Ai là người gia chủ, tin tưởng bốn pháp này, sự thật và chánh pháp, kiên trì và bố thí, vì ấy sau khi chết, nhất định không sầu muộn. Hãy hỏi các vị khác, Sa môn Bà La môn, nếu có pháp nào khác, ở đời lại thắng hơn, sự thật và nhiếp phục, bố thí và kham nhẫn. A la quá cá, sao nay con rộng hỏi, Sa Bà La môn, nay con được rõ biết, hiện vị lai hạnh phúc, vì hạnh phúc cho con, mong rằng bậc giác ngộ, hãy đi đến an trú tại xứ A La Quý. Nay con đã biết, đã rõ biết chỗ nào thí, chỗ nào thí quả lớn. Con sẽ đi bộ hành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đảnh lễ bậc giác ngộ, đảnh lễ thiện pháp tánh của chánh pháp vi diệu. Trích kinh tập phẩm 10 kinh A La Quá Cá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đối diện với kẻ vu khống. Trước sự phát triển rộng lớn của Phật Pháp khắp 16 quốc độ vùng trung thổ, nhiều ngoại giáo tìm cách hạ uy tín của Đức Phật. Ngoài những xuyên tạc, tranh luận, đôi khi ngoại giáo còn sử dụng những thủ đoạn vu khống nặng nề. Bài học lớn cho thế hệ mai hậu là thái độ của bậc đầu sư trước những trường hợp như vậy. Chinh Cha Manawika là một mỹ nữ theo ngoại đạo được hướng dẫn lập môn vu cáo Đức Phật. Sự kiện trở thành một chuyện kể lưu truyền rộng rãi nhiều thế hệ sau này. Ngày nay, di tích nơi đất sụp khiến nàng Chinh Cha chết thảm vẫn còn tại ở Sawatthi. Câu chuyện sau đây ghi lại diễn biến sự kiện vu khống đức trọn lành. Khi đấng thập lực mới đạt vô thượng chánh đẳng giác, sau đó chúng đệ tử ngày càng đông đảo. Vô số chư thiên và loài người đã được sinh lên thiên giới. Hạt duyên lành gieo rắc khắp nơi, nên ngài được uy danh lừng lẫy và lễ vật cúng dường cao trọng. Bọn ngoại đạo, tà giáo chẳng khác nào bày đơm đớm sau buổi bình minh. Họ chẳng còn danh vọng cúng dường giữa đường và đám dân. Ngay sau Sogatama là bậc giác ngộ à? Chúng ta cũng là những bậc ngộ, chỉ có các lễ vật cúng dường cho vị ấy mới mang lại kết quả lớn sao? Những vật cũng mang lại kết quả lớn cho các ngươi. Vậy các ngươi hãy cúng dường cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta nữa chứ. Xong dù họ kêu gào mà họ cũng chẳng hưởng được danh vọng lợi dưỡng nào cả. Sau đó họ bí mật họp lại nhau lại và bàn bạc vấn kế. Làm thế nào ta có thể gây ô nhục cho Sa môn Gotama trước mặt công chúng để chấm dứt danh vọng lợi dưỡng cúng dường của ông ấy đây? Lúc bấy giờ, tại xá vệ, có một cô gái kia tên là Chinh Cha Manawika, vẻ đẹp tuyệt trần, dáng kiều diễm mảnh mai, như một nữ thần, ánh sáng như tỏa ra từ thân thể nàng, có người bày mưu kế ác độc như sao. Nhờ Chinh Cha Manawika giúp sức, ta có thể gây ô nhục cho Sa môn Gotama và chấm dứt danh vọng lợi dưỡng mà ông đang hưởng. Phải lắm, cả bọn đồng ý, ta phải làm cách ấy đấy. Khi nàng đến chỗ tu hành của bọn ngoại đạo tà giáo, đảnh lễ họ rồi đứng lên, bọn tà đạo sư không nói gì với nàng cả. Nàng hỏi, con có lỗi gì chăng? Con đã chát tôn giả 3 lần rồi. Nàng lại bảo, thưa các tôn giả, tại sao các vị không nói gì với con? Họ đáp, này chị cứ biết Sa môn Gotama đang du hành qua đây và làm hại chúng ta, làm mất hết mọi danh vọng và lợi dưỡng cúng dường mà chúng ta đã được lượng trước kia chăng? Thưa các tôn giả, con không biết việc đó, nhưng con có thể làm gì được?
Này chị, nếu chị muốn chúng ta được tốt lành thì hãy tự mình gây ôn nhục cho Sa môn Gotama để chấm dứt danh vọng dưỡng mà vị ấy đang hưởng. Nàng đáp: Thưa các tôn giả, được lắm, xin để việc ấy cho con, đừng lo lắng gì nữa. Nói vậy xong, nàng từ giả ra đi. Sau đó nàng dùng mọi xảo thuật của nữ nhân để đánh lừa người đời. Khi dân chúng ở xá vệ nghe pháp xong và ra về từ kỳ viên, nàng lại thường đi về phía kỳ viên, khoác chiếc y nhựa màu đỏ yên chi, tay cầm vòng hoa thơm ngát. Khi có ai hỏi nàng đi đâu vào giờ này, nàng thường trả lời: Các vị có liên quan gì đến việc tôi đi, tôi về mà hỏi. Nàng cứ ở lại ban đêm trong âm thất của bọn tà đạo sư ấy, sát gần kỳ viên. Rồi đến sáng sớm mai, các vị cư sĩ, cận sự của tăng chúng, từ kinh thành đến đảnh lễ tăng chúng buổi sáng, nàng thường hay gặp gỡ họ như thế. Nàng đã ở lại ban đêm tại kỳ viên, rồi đi về kinh thành. Nếu có ai hỏi nàng đã ở lại nơi đâu, nàng liền trả lời: Tôi ở lại nơi đâu thì việc gì đến các vị vậy vị. Xong, sau chừng 6 tuần lễ, nàng đáp: Tôi ở ban đêm tại kỳ viên với Sa môn Gotama trong hương phòng. Các người ngoại đạo bắt đầu thắc mắc, không biết việc ấy có đúng chăng. Sau chừng 3-4 tháng, nàng lại quấn nhiều lớp vải quanh bụng, làm như vẻ thể nàng đang có thai, và khoác áo choàng đỏ ra ngoài. Rồi nàng tuyên bố là nàng có thai với Sa môn Gotama, khiến cho đám người ngu si mù quáng tin lời. Sau chừng 8-9 tháng, nàng cột quanh người những miếng gỗ cuộn thành bó, khoác áo đỏ phủ lên, lấy xương hàm của bò đập vào tay chân, thân thể cho xương phồng to và làm ra dáng mệt mỏi. Một buổi chiều, khi Đức Như Lai ngồi trên bảo tọa thuyết pháp, nàng bước vào giữa hội chúng, đứng trước mặt Đức Như Lai và nói: Này Đại Sa Môn, quả thực Ngài đang thuyết pháp cho nhiều hội chúng. Giọng nói của Ngài thật êm ái, nhưng Ngài đã làm cho tiện thiếp có thai và Ngài sanh đã gần kề. Tuy thế, Ngài không sắc đập phòng bảo sanh cho thiếp, Ngài không cho thiếp bơ tươi hay dầu ăn gì cả. Những việc tự Ngài không muốn làm, Ngài cũng không nhờ một người cư sĩ nào làm thay thế, như vua Cô Sa Lá, ông Cấp Cô Độc hay nữ cận sự Visakha. Tại sao Ngài không bảo một người trong các vị ấy làm những việc cần cho thiết? Ngài biết cách hưởng dục lạc, xong lại không biết cách chăm sóc các kết quả sẽ phát sinh từ đó. Thế là nàng ta phỉ báng Đức Như Lai giữa hội tài chúng như một người cố ném bùn làm vấy bẩn mặt trăng. Đức Như Lai ngưng tiếng giảng và cất lên như tiếng rống sư tử vang dội khắp nơi: Này chị, những điều chị vừa nói đúng hay sai, chỉ mình ta và chị biết thôi. Nàng đáp: Đúng thế, quả thực vậy. Việc này xảy ra như thế nào, chỉ mình Ngài và thiếp biết thôi. Ngay lúc ấy, chiếc nghe vàng của Sắc Cá, Đế Thích, Thiên Chủ nóng rực lên. Khi xem xét kỹ, Ngài thấy rõ lý do. Nàng Chinh Cha Manawika đang vu cáo Đức Như Lai về một việc không có thực. Ngài quyết định làm sáng tỏ vấn đề này, liền cùng 4 thiên thần đi đến đó. Các thiên thần giả dạng bày chuột đồng, lập tức cắn sợi dây cột bó gỗ kia, rồi một cơn gió thổi tóc lên chiếc y mặc đỏ mà mặc. Bó gỗ lộ ra và rơi xuống chân nàng. Các ngón chân nàng đều bị đứt lìa cả. Đại chúng la lớn, một con mụ phù thủy đang vu cáo bậc chánh đẳng giác. Đại chúng liền khạc nhổ lên đầu nàng, lấy gậy gộc, đất đá xua đuổi nàng ra khỏi tỉnh xá kỳ viên. Khi nàng đi khuất tầm mắt của Đức Như Lai, đại địa liền há miệng ra thành một đường nứt khổng lồ. Đám lửa từ dưới địa ngục thấp nhất bốc lên, khiến nàng bị bao vây giữa đám lửa như thể trong chiếc hồng y hôn lễ mà đám bạn sẽ phủ lên nàng. Rồi nàng rơi xuống tầng địa ngục thấp nhất và tái sinh tại đó. Danh vọng và lợi dưỡng của đám tà sư vẫn tiêu tan, còn danh và lợi dưỡng của đấng thập lực lại tăng trưởng dồi dào hơn nữa. Trích câu chuyện tiền thân, kinh 472, chuyện Vương Tử Liên Hoa,
Tiện thân Mahapatuma, bản dịch của giáo sư Trần Phương Lan. Độn người tà kiến. Một trong những việc Đức Phật dùng nhiều công sức để giáo hóa chúng sanh là thay đổi kiến chấp vốn ăn sâu vào văn hóa và tín ngưỡng Ấn Độ. Phải đến tận nơi và tìm hiểu kỹ càng mới thấy được những quan niệm chấp thủ là bản sắc cố hữu của người Ấn. Đức Phật thường dùng đạo lý chánh pháp để chuyển hóa, nhưng cũng phải tùy căn cơ của mọi cá nhân. Bà La Môn Ác Ghi Cá Pha Rót Đoa Chá là một giáo sĩ chuyên chủ trì những tế đàn thờ lửa. Chính do vì địa vị và sự hành trì của mình nên này thù ghét Phật. Khi vị Bà La Môn thấy Đức Phật đi đến chỗ mình đang làm lễ, đã dùng lời nặng nhất kẻ bần tiện để công kích Đức Phật. Đức Thế Tôn dùng từ ngữ kẻ bần tiện làm đề tài của pháp thoại. Những gì Phật dạy đã chuyển hóa con người vốn nặng tà kiến và thù hận. Bài kinh sau đây ghi lại pháp thoại mà đề tài lấy từ câu nói Mã Lị. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chetawana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sawatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, tại trú xứ của Bà La Môn Aghika Pharoracha, lửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thứ lớp khất thực ở Sawatthi, đi đến trú xứ của Bà La Môn Aghi Pharoracha. Bà La Môn Aghi Pharoracha thấy Thế Tôn từ xa đến, thế vậy bèn nói với Thế Tôn: ở đây kẻ trọc đầu, ở đây kẻ sa môn ti tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Ác Nghĩ Pha Rá Đô Chá: này Bà La Môn, người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp như thế nào cho tôi để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ bần tiện. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo thắc ý ta sẽ nói. Thưa vâng Tôn giả. Bà La Môn Ác Ghi Pha Rá Đoa Chá vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: người phẫn nộ hiềm hận, ác nhân dèm pha người, ác tà kiến mang trá, được biết là bần tiện. Ai ở đây hại vật, một sanh hoặc hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là bần tiện. Ai làm hại vẫy hãm, các làng các thị trấn. Kẻ cướp đoạt có tiếng, được biết là kẻ bần tiện. Tại đây, tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người lấy trộm của không cho, được biết là kẻ bần tiện. Ai vay nợ của người bị đòi liền trốn tránh, ta đâu mắc nợ ngươi, được biết là kẻ bần tiện. Ai vì ham vật mọn, kẻ đang đi trên đường giết hại cướp vật mọn, được biết là kẻ bần tiện. Ai vì mình vì người hay vì nhân tài sản làm nhân họ nói láo, được biết là kẻ bần tiện. Ai được thấy giữa vợ của ba con bạn thân ép buộc hay ưng thuận, được biết là kẻ bần tiện. Ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ qua, tuy giàu không giúp đỡ, được biết là kẻ bần tiện. Ai với mẹ hay cha với anh chị nhạc mẫu làm hại dùng lời mắng, được biết là kẻ bần tiện. Ai được hỏi mục đích lại khuyên lời trái đích, khuyên bảo nên che đậy, được biết là kẻ bần tiện. Không làm các nghiệp ác, muốn không biết mình làm, ai làm hạnh che đậy, được biết là kẻ bần tiện. Ai đến nhà người khác, ăn món ăn ngon lành, lại không đáp lễ lại, được biết là kẻ bần tiện. Ai nói dối lừa gạt sa môn, bà la môn hay các người nghèo khác, được biết là bần tiện.
dùng lời mắng không cho Sa môn Bà La môn khi thời ăn uống được biết là bần tiện. Ở đời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chút lợi nhỏ được biết là bần tiện. Ai đề cao tự ngã, khi miệt giá trị người, hạ mình với tự cao, được biết là bần tiện. Ai gây hấn hà tiện, ác dục và sang tham, xảo quyệt không tàm quý, được biết là bần tiện. Ai phỉ báng Đức Phật hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia tại gia, được biết là bần tiện. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bần tiện. Những hàng bần tiện này ta nói rõ cho ông. Bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Do đây nên hiểu biết, như ta trình bày rõ, ma tam giá được danh, bần tiện ăn thịt chó. Danh tối thượng khó đạt, ma tam giá đạt được, nhiều sắc ly phạm chí đến hầu hạ vị ấy. Vị ấy leo thiên xa, trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham, đạt được phạm thiên giới, thọ sanh không nhân chặn, vị ấy sanh phạm thiên. Có những bà la môn sanh gia đình đạo sư, hay sanh những gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp. Hiện tại bị khinh miệt, đời sau sanh ác thú, thọ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng kinh. Bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, khi hành thành phạm, do hành thành phạm chí. Khi được nói vậy, Bà La Môn Pha Rá Đoa Chá bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thưa Tôn giả Gotama, ví như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ khác bị lạc hướng, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương diện trình bày. Con nay quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo, mong Tôn giả Gotama con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Trích kinh tập tiểu bộ 7, kinh Kẻ Bần Tiện, Wassala Suttang, SN21, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Tượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Nabupitaya. Kính đại lễ chư Tổ Thầy Sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày chúng ta học qua phần thứ sáu, cũng là phần cuối cùng của loạt bài nói về phương tiện giáo khóa ở trong siêu sức ca. Sắp học vừa qua thì chúng ta đã có một số các cái chữ kể, và những chữ kể này đều trích ở trong Tam Tạng. Chúng tôi cố tình để thay vì lực thuộc lại thì chúng tôi trích thẳng từ trong Tam Tạng, bởi vì chúng tôi muốn quý Phật tử nhân phần này làm quen đọc thẳng vào chung chánh kinh. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rằng rất là tiếc là thật ra chúng tôi không có ưng ý lắm với nhiều cái chủ dịch ở trong bản kinh trong Tam Tạng, nhưng mà không có gì giờ hiểu đến là hết rồi cứ tạm dục. Nhưng mà chúng tôi phải nhắc quý Phật tử là phải rất là cẩn trọng. Thí dụ như trong cái bài cuối hôm nay nói bài kinh về bần tiện, Misalat, thì ở
Trong đó có cái câu gọi là được biết là mantra bừng tiền ăn thịt chó. Chúng tôi cũng thừa rằng ở trong bản kinh không có câu nào bừng tiền ăn thịt chó, chỉ nói rằng có một người tên là Subhaka, con của một người Chingala, tức là sự giai cấp thấp đó, mà đạt được cái danh sức, và được danh sức được biết là tên mantra vậy thôi, chứ không có cái câu nào bừng tiền ăn thịt chó hết. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu là tại sao đôi khi tìm thấy những điều như vậy, tức là những cái hạt sỏi ở trong cái ở trong các cái bản dịch, nên chúng tôi thưa rằng quý Phật tử xài bản dịch tiếng Việt ở tạm thời thôi, nhưng mà phải cẩn thận. Bây giờ ngồi mà sửa hết thì thật ra rất là nhiều chỗ, và chúng tôi cũng không tin rằng Hòa Thượng Minh Châu đã dịch những bản này mà do những vị sao họ sửa, chẳng những họ sửa cẩu thả mà đôi khi họ còn thêm thật kỹ vào được đó. Chúng tôi rất là ngại, dạ rất là ngại, nhưng mà chúng ta không có cách nào khác hơn được. Thưa quý vị, trở lại với bài học ngày hôm nay, chúng ta có ba câu chuyện, và trong cả ba câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc thầy của trời người, hay nói cách khác là thiên nhân sư, và việc giáo hóa chúng sinh quả thực là không có đơn giản như là nhiều người trong chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng đã là Phật thì chỉ cần hiện ra với hào quang sáng chói là có thể thu phục được chúng sinh. Không phải như vậy, mà chúng sinh trong đời này chúng sinh trong đời vốn nhiều căn tính, nhiều cái cách suy nghĩ khác nhau. Đức Phật này đã dùng chánh pháp để cảm hóa với nhiều cái nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta có nhiều cái bài học chỉ trong đề tài này. Thứ nhất, thưa quý vị, chúng ta nói về cảm hóa hung thần. Hung thần ở đây tức là một loài phi nhân. Phi nhân cũng có phước, cũng có thần lực, nhưng mà gọi là bậc thấp. Thông thường thì ở trong thiên chúng thì những chúng sanh ở cõi thấp nhất rất là can mạnh, rất là hung hãn, và cái tính không có giống như là thiên chúng ở cõi trời cao hơn, như đao lợi, dạ ma, đốt sức. Và những cái chúng sanh thấp ở đây, chúng ta nói về chúng sanh trong cõi tứ thiên vương, hay là trong các hàng địa tiên, chư tiên ở trên địa cầu chẳng hạn, dưới sự cai quản của tứ thiên vương. Thưa quý vị, một cái điểm rất là thú vị mà chúng tôi nghe một cái vị tăng sĩ người Anh, tức là Ajahn Chay Saro, có một lần đi khất thực chung với chúng tôi, thì Ngài có nói với một điều là ở trong kinh điển Pali có rất nhiều bài kinh đề cập đến chư thiên, và có những người mà họ không thích vì chư thiên, họ không tin có chư thiên, nhưng mà khi bỏ những bài kinh đó ra thì họ sẽ mất đi rất nhiều những lời dạy hết sức là có giá trị cho cuộc sống ngày hôm nay. Và vì đó có những chứng như là kinh Điềm Lành Mangala Sutta, mà chúng ta thường gọi là Hạnh Phúc Kinh, hay là như kinh Alabaka, và Alabaka, những lời Đức Phật dạy cho Alabaka. Cái bối cảnh của câu chuyện thì với một số người nghe như là thần thoại, bối cảnh câu chuyện như là cái gì đó thuộc về tục cổ tích, nhưng mà những Phật ngôn tìm thấy ở những trong những câu chuyện này là, và đặc biệt như trong thời gian vừa qua, nếu vị nào có tham dự lớp tương ứng bộ thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã dạy nhiều điều cho chư thiên, và những điều đó đó không phải chỉ có giá trị đối với chư thiên mà còn có lời lạc rất lớn trong đời sống của chúng ta nữa. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói ở điểm này
là chư thiên và nhân loại ở trong cuộc sống mà muốn gọi là cao, muốn gọi là đẹp đó, thì luôn luôn cần đến cái chất liệu của trí tuệ. Và cái thức ăn của trí tuệ đó là chánh pháp. Chúng ta nói cái khác là trong cuộc sống hàng ngày, nếu không có lời hay ý đẹp mà chỉ có ăn uống ngủ nghỉ thì thực sự cuộc sống rất là vô vị. Bởi vì sao? Chúng ta ngoài cái thỏa mãn thị dục thì còn có một thứ khác, đó là cái nhu cầu của hiểu biết, nhu cầu của tri thức. Bởi vì chư thiên cũng như nhân loại đều cần những cái chất liệu của trí tuệ. Và chánh pháp của Đức Phật dạy, Đức Phật ngài đúng là một bậc thiên nhân chi đạo sư, bậc thầy của trời người. Do vậy qua những câu chuyện này chúng ta học được rất là nhiều điều, đặc biệt là lời lạc, nếu chúng ta khéo tác ý, khéo suy niệm. Câu chuyện Đức Phật cảm hóa muôn thần đầu từ một việc là Đức Phật đã đến trú xứ của già xoa Alaka. Và khi ngài đến thì ngài trải thọ cũ, ngài ngồi ở trú xứ Alaka. Thì thứ gì, Alaka là một người, là một chúng sanh có thần lực. Một chúng sanh, một là phi nhân của thần lực mạnh lắm do cái phước. Nhưng mà chúng tôi xin được nói một điểm là ở trong tiếng Việt có một cái chữ thường tạo nên cái ngộ nhận, nhất là khi chúng ta đọc một trong kinh Phật, cũng là chữ giác hạ hay là giả xoa. Khi mình nói chúng giả xoa thì chúng ta nghĩ đến là loài quỷ dữ, giác khá là yêu quỷ mà không dữ, gọi là giả xoa. Và thường á thì chúng ta mô tả là giả xoa đó khuôn mặt rất là xấu xí. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi còn nhỏ rồi, có nghe câu chuyện về Tề Tuyên Vương và Trung Vô Diệm. Trung Vô Diệm thì thương Tề Tuyên Vương, nhưng mà ở trong truyện kể thì rất là xấu, gọi là xấu như quỷ già xoa. Không biết Trung Vô Diệm có xấu thế nào đối với quỷ già xoa. Nhưng mà rồi chỉ già xoa ở trong trong văn hóa Ấn Độ và trong kinh Phật chỉ đơn giản là một chúng, một loài phi nhân có nhiều thần lực thôi, này có tốt và có xấu. Ví dụ như có khi chỉ chắc khá chỉ cho Đức Trời đi thật, ngài Mục Kiệt Liên khi ngài nhìn thấy cái tàu lỗ đài của trời đi thật thì ngài dùng bốn chân ngài bấm xuống, ngài làm rung động tàu lỗ đài và ngài đã khiển trách là đại gia soi đi thật phong dật. Dạ, cái chữ già soi nó được dùng với cái nghĩa rất là rộng. Và do đó ở đây chúng tôi tránh không có chỉ dùng chữ già soa mà chúng tôi dùng chữ hung thần. Ở Việt Nam chúng ta thì ở bên miền Bắc thì không có, nhưng mà trong miền Nam thì đôi khi người ta dùng chữ con chằn, chằn hay là hung thần. Thì thưa quý vị, Alaska đã thị uy sức mạnh của mình bằng cách đợi Đức Phật đi ra. Thì thật ra trong bản dịch đó, thì dịch là lành thai. Nhưng mà nếu chúng ta dịch cho đúng cái ngữ ngữ cảnh ở đây đó, thì không phải là lành thai, không phải là tốt thai, mà chúng ta gọi là tốt thôi. Dạ, tốt thôi. Đức Phật trả lời tốt thôi thì ngài đi ra. Và khi ngài sắp đi ra đó thì Alaska muốn chúng ta gọi là cái thái độ muốn trịch thượng, muốn giống một người mà tự thị, nghĩ rằng mình có thể điều khiển người khác, nên nói với Đức Phật là thôi ngồi đi. Dạ, ngồi đi. Thì Đức Phật cũng trả lời là tốt thôi. Dạ, rồi ngài đi ra. Và trong ba lần như vậy thì Alaska đã nói và Đức Phật ngài đồng ý. Và những gì thấy rằng
khi Đức Phật làm như vậy đó, thì Alavaka hạ nhiệt xuống, bớt đi cái sự nóng nảy, mà bắt đầu chuyển sang một cái tâm lý khác, cái tâm thái khác. Cái tâm thái đó là bắt đầu muốn có đối thoại, bắt đầu muốn có một trò chơi mới. Thì lần thứ tư khi Alavaka nói với Đức Phật hãy đi ra, thì thay vì nói tốt thôi hiền giả, thì Đức Phật lại không nói như vậy, mà người nói rằng ta sẽ không đi đâu, ta sẽ không đi ra, vì ông muốn làm gì thì làm, ba lần thì đủ rồi. Thì Alavaka nói một câu, câu này á, nghe cũng ngạo mạn, cũng trịch thượng, nhưng mà lại có lý lẽ. Đó là Alavaka nói rằng, được rồi, nếu mà ngài không đi ra thì ta sẽ hỏi ngài vài điều, và nếu trả lời không thông thì ta sẽ bóp đắt cái tim, làm cho ngài cùng tâm đoạt trí, hay là nắm hai chân của ngài xé ra, quăng qua bên kia bờ sông. Nghe rất là ghê gớm. Nhưng quý vị đừng nghĩ rằng Alavaka chỉ là phổi bò, chỉ là bạo mồm bạo miệng, mà thực sự Alavaka là người rất là thần lực, và với cái thần lực Alavaka có thể làm như vậy. Và Đức Phật này, người trả lời câu thứ hai, quý vị nhớ câu đầu là Đức Phật này nói rằng, này hiện giả, ta không đi, thì bây giờ ngươi làm gì thì cứ làm đi. Nhưng mà khi Alavaka nói như vậy thì Đức Phật ngài giải rằng, ngài không có thấy ở trong thế gian này có cứ bất cứ vị chư thiên, ma vương, phạm thiên trong quần chúng của sa môn, bà la môn, mà ai có thể là bóp chết trái tim của ngài, hay là sáng ngày làm đồ quan quân kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, muốn hỏi thì cứ hỏi. Tức là ngài vẫn đồng ý trả lời, nhưng mà trước khi trả lời thì Đức Phật ngài cũng khẳng định rằng, thật ra chẳng thấy ai có thể làm những cái chuyện mà xét là đôi quan của bên kia bờ sông Hằng hết. Và thứ gì trong sớ giải đó, thì chúng ta được biết rằng, tuy rằng loài hóa sanh, nhưng mà ở trong thế giới chư thiên, ba vương, ác ma đó, thì họ có cái gia tộc. Cái gia tộc của họ đó được định nghĩa theo cách hiểu riêng của mình. Chứ tôi không muốn nói dài, tại vì nó sẽ lạc đề đi. Thì ở trong sứ giải nó có một người cậu của Alavaka đã dạy cho Alavaka những cái câu hỏi, mà những câu hỏi này có từ thời xa xưa, thời Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật trước Thế Tôn của chúng ta đó. Nhưng mà có câu hỏi giống như câu đố vậy đó, câu đố trong dân gian, nhưng mà lại không nhớ câu trả lời. Nó có một cái lý do rất là đặc biệt, là ở trong cõi người, ở trong cái cõi vũ trụ tập cư địa này đó, khi mà giáo pháp một vị Phật toàn giác mà không còn nữa, thì người ta không còn ai nhớ về lời dạy của ngài nữa. Chỉ có chư Phạm Thiên ở cõi trời ngũ tình cư, chư Phạm Thiên mà có tuổi thọ mạng lâu dài thì mới nhớ lời Phật dạy, còn ở cõi ở trên nhân gian trời trái đất thì ai nhớ, không ai nhớ lời Đức Phật dạy. Và do vậy người cậu của Alavaka chỉ nhớ được những câu hỏi mà không nhớ câu trả lời. Giống như là quý Phật tử mà đọc những quyển sách mà họ ghi là những câu đố dân gian rồi, thì ở trong câu đố dân gian thường họ in chữ ngược ở dưới thì lại có cái phần trả lời, và ở đây thì có câu hỏi mà họ trả lời. Và những câu hỏi hết thì thật ra rất là đẹp, thưa quý vị, đẹp lắm, những câu hỏi rất là đẹp. Ở đời tài sản gì tối thắng cho con người,
cái gì khéo thực hành đem lại chân ác lạc, cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng, nếp sống như thế nào gọi là nếp sống tối thượng. Thật ra thì nếu chúng tôi không lầm á, thì cái bài kinh Alapaka này là một trong những bài kinh tâm đắc của Thượng Tọa Từ Siêu. Tại vì trong suốt hơn 20 năm mà làm việc trong Pháp Thoát, chúng tôi nhớ nhiều lần Thượng Tọa Từ Siêu hay trích về kinh Alapaka. Bởi vì kinh này rất là thú vị, rất là lợi lạc. Nhưng mà hôm nay đó, nếu mà chúng ta đi từ, thật ra thưa quý vị, trong câu chuyện này và cái kinh Bần Tiện chứ sao đó, thì có nghĩa mà đáng lẽ phải giảng nguyên cả một bài học hay nhiều hơn nữa, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta không có thời giờ. Thì thôi đành vậy, vậy chúng ta đọc thoáng qua thôi. Có dịp chắc chắn chứ là chúng ta cũng sẽ trở lại đọc những bài kinh này, tại vì đều trích ở trong Tam Tạng. Câu hỏi Alapaka là ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Dạ, tài sản gì là tối thắng? Cái gì khéo thực hành thì đem lại chân an lạc? Cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng? Và nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Thì đây là câu trả lời của Đức. Ở đời này, lòng tin là tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Thì Đức Phật trả lời là chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc. Sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng. Dạ, vị ngọt, cái sự chân thật là vị ngọt tối thượng. Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Rồi Alapaka nghe câu trả lời Đức Phật cũng thấm thía rồi, nhưng mà vẫn hỏi thêm, tại vì trong còn nhiều câu hỏi nữa. Cái gì vượt bậc lưu? Dạ, cái gì vượt bậc lưu? Tiểu bậc lưu ở đây chúng ta hiểu là thác lũ. Thế nào là vượt biển lớn? Thế nào vượt qua cổ? Thế nào thật thanh tịnh? Dạ, thì Đức Phật ngài trả lời là với niềm tin đó, thì vượt bọc lưu, không phóng dật, vượt qua biển cả, tinh tấn vượt khổ đau, và với tuệ được thanh tịnh. Cái tuệ được thanh tịnh này là một cái cách nói rất là đặc biệt ở trong Phật giáo. Con người thanh tịnh là do giác ngộ giải thoát, chính cái tuệ giác giúp cho người đoạn tận được phiền não, trí tuệ đem lên sự thanh tịnh. Câu này là một câu lớn. Alapaka lại hỏi tiếp: thế nào được trí tuệ? Tức là làm sao được trí tuệ đó? Làm sao được tài sản? Làm sao đạt danh sinh? Làm sao cột bằng hữu? Dạ, đời này và đời sau thế nào? Chết không sống. Chúng tôi thưa rằng chúng tôi cũng không có nghĩ lắm về bản dịch, nhưng mà tạm thôi, thưa quý vị, tạm thôi. Niềm tin á, bậc La Hán tin pháp đạt niết bàn, khéo nghe được trí tuệ, bậc trí không phóng dật. Làm thích đáng trách nhiệm, phấn đấu được tài sản với sự thật, được danh, bố thí cột bạn bè. Dạ, cái chữ cột ở đây, như là chúng ta nói là tạo được cái tình thân, dạ, tạo được cái liên hệ, sẽ là dịch sĩ cột, chúng ta hiểu như vậy. Ai là người gia chủ, tin tưởng bốn pháp này, sự thật và chánh pháp, kiên trì bố thí, vậy sau khi chết, nhất định không sợ bổ. Alapaka lại hỏi tiếp: sao con đang rộng hỏi Sa Môn Bà La Môn, nay con được rõ biết hiện vị lai hạnh phúc. Vì hạnh phúc cho con, mong rằng bậc giác ngộ hãy đi đến an trú tại xứ Alavi. Nay con đã rõ biết chỗ nào thí quả lớn. Con sẽ đi bộ hành làng này qua làng khác, thành này qua thành khác, đánh lễ bậc giác ngộ, đánh lễ thiện pháp tánh của chánh pháp vi diệu. Thưa vì theo trong sớ giải thì Alapaka khi nghe câu chuyện này thì chứng quả tu được Phật, trở thành đệ tử Phật. Và Alapaka từ một hung thần được Đức Thế Tôn cảm hóa trở thành một thiện thần.
Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua câu chuyện số 2. Câu chuyện này là một câu chuyện mà trước khi chúng ta cũng đã nghe về câu chuyện nàng Sundari ở đất Chu Kỳ Viên theo lời dạy của ngoại đạo, rồi những người ngoại đạo là giết nàng, chôn xác dưới hầm rác để vu cáo Đức Phật và Chư Tăng. Thì thưa quý vị, câu chuyện này là câu chuyện xảy ra ở tại Chu Kỳ Viên thành Xá Vệ, mà cũng qua đó những người ngoại đạo lại muốn vu cáo cho Đức Phật. Và cách họ vu cáo là họ đã sử dụng một mỹ nữ tên là Chincha Manavika, Chincha Manavika, để lập một cái mưu trước. Là ban đầu thì lui tới Chu Kỳ Viên vào sáng sớm thì buổi tối, và thay vì về nhà thì họ lập một cái nơi gọi là một cái nơi trú ngụ của nàng ở cách xa Chu Kỳ, cách Chu Kỳ Viên không xa. Là sau khi ngày nàng đi đến chỗ đó buổi tối thì đến ngủ ở trong cái trú xứ đó, và sáng sớm thì nàng chỗ đó để đi ngược vào trong thành Xá Vệ. Và ai hỏi nàng thì ở đâu thì nói hôm qua ở Chu Kỳ Viên, cứ nói như vậy. Và đến lúc nhiều tuần lễ sau đó thì nàng giả dạng là một nữ mang thai với bụng mang thai to lên, và đã đến một cái pháp hội lúc Đức Phật đang thuyết pháp để vu cáo Đức Phật. Thưa quý vị, trong kinh đó có ghi lại một câu mà Đức Phật ngài nói xin cha là cái chuyện này chỉ có Như Lai và Đàng biết mà thôi. Dạ, cái sự thật để chào chuyện Như Lai và Đàng biết. Và cũng theo trong kinh thì Đức Thiên Chủ Đế Thích và Tứ Thiên Vương đã sử dụng quy thần để làm đứt đi cái dây cột, và cái bào thai giả đã rất sức, và quân chúng thấy như vậy đã nổi cơn giận dữ. Nhưng mà do cái lời dạy của Đức Phật, mọi người im lặng, và nàng Chinh Cha đã nhanh chóng đi rời khỏi pháp hội. Ở Thái Trúc thì một người đã cố tình quỷ bán một vị chánh đẳng chánh giác thì không có cái gì mà có thể dung chứa được một con người với cái nghiệp nặng như vậy. Nên khi mà nàng rời khỏi Chu Kỳ Viên không xa đó, thì đất sụp sụp, đất sụp sụp. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta về Chu Kỳ Viên thì có hai sự kiện. Chúng tôi có nói chuyện với ngài Vibhanaka, là vị trụ trì của ngôi chùa Navacitaveta Vihara ở trước Chu Kỳ Viên. Ngài là người đến ngôi chùa đó sống năm 1937. Lúc đó Chu Kỳ Viên là một nơi rất là hoang sơ. Thì vốn là một người giỏi Pali và giỏi Sanskrit, ngài nói tiếng Hindi. Và thứ vì ngài có kể câu chuyện nghe cũng rất là thú vị, là mặc dù những người ở tại Savatthi lúc đó không biết về Phật pháp, lúc đó họ không biết về sự hiện hữu của ngôi chùa Kỳ Viên, tại vì nằm ở dưới lớp đất mà sau này các nhà khảo cổ mới khai quật lên, mới trở thành một địa danh hành hương. Thì thứ vì họ không biết về Phật giáo, họ không biết chuyện xưa, nhưng mà họ có lời thề. Lời thề là ai mà vu khống và gian dối đó thì sẽ chết thảm như Chinh Cha. Mà họ không biết cái lời Chinh Cha đó, cái sự Chinh Cha là câu chuyện như thế nào. Và sau này chính ngài là người phải đi để giải thích cho dân mạng biết cái câu Chinh Cha. Và đặc biệt là ở trước Chu Kỳ Viên, nếu chúng ta lên cái sân thượng của Chùa Tích Lan thì chúng ta sẽ rất là rõ hai cái
Bây giờ thì chúng ta nó thấy giống như là hai cái ao nước. Hai ao nước là có cái đặc biệt đó là từ xưa đến giờ nó trở nên cố định mà không có rau, không có hoa sen, hoa súng gì bọc lấn ra được. Dạ, đó là như vậy quanh năm suốt tháng. Mà nhìn thấy là thấy rất lạ lắm thứ. Và được Ngài cả thì cho biết rằng một nơi là đất sục để chung để Bà Đạt Đa, và một nơi là đất sục chung chim chạc. Và ngày hôm nay chúng ta đến Phật Con. Thứ gì trong câu chuyện này đó, thì ở trong một bài kinh khác là về kinh Phật Lực Cảm Thắng Kajap Mangala Sutta, có nói rằng Đức Thế Tôn Ngài đã vượt thắng đàn chim cha bằng an nhiên chánh định, là cái thái độ rất là an nhiên của Ngài khi Ngài bị buông khống. Và Ngài cũng nói với một sự thật mà có lẽ nó làm cho nhiều người chúng ta rất là ngạc nhiên. Khi chim cha buông khống Ngài thì Đức Phật này không nói rằng Như Lai không có làm chuyện đó, Như Lai không biết cô là ai chẳng hạn, Đức Phật không nói như vậy. Mà Đức Phật thì nói rằng sự thật như thế nào thì chỉ có Như Lai và nàng biết sự thật đó. Câu chuyện đó là một cái bài học và có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy gẫm. Thì câu chuyện này là một chuyện duy nhất ở trong số những chuyện mà chúng tôi dẫn chứng, mà qua đó Đức Phật Ngài không có cảm hóa cái nhân vật đó, mà Ngài chỉ là sáng tỏ một vấn đề. Dạ, sáng tỏ vấn đề. Vấn đề ở đây là sự vô khống, và cũng nhắc cho chúng ta thấy rằng ở bất cứ thời gian nào, ở bất cứ quốc độ nào thì nó vẫn thường xảy ra như vậy. Cuộc sống của loài người là cuộc sống của tranh danh đoạt lợi. Ngay cả ngày hôm nay chúng ta sống ở trong thời đại đây thì chuyện đó xảy ra nhan dạng như cơm bữa. Từ một người bình thường cho đến vị tổng thống Mỹ, từ một người nghèo cho đến người giàu, từ một người vô danh cho đến người nổi tiếng, tất cả đều phải đối diện với tám ngọn gió đời là khen chê, vui khổ, đặng thất, vinh dục. Tất cả chúng ta đều phải đối diện như vậy. Nhưng mà sự an nhiên của Đức Phật đã để lại cho chúng ta những cái bài học rất là đáng suy gẫm. Có thể chúng ta không có được như Đức Thế Tôn để an nhiên để trả lời như vậy. Tuy nhiên, cái thứ nhất là Đức Phật là vì có một đời sống rất là tốt đẹp, gọi là đấng trọn lành cao quý. Điều thứ hai mà chúng ta thấy rằng khi Đức Phật trả lời rằng cái sự thật như thế nào, thì Ngài đã cho mọi người thấy rằng ở trong những hoàn cảnh như vậy, điều quan trọng là tìm được sự thật. Và trong câu chuyện này chính ra thì sự thật đã hiển bày một cách rất là nhanh chóng, chỉ có thời gian ngắn sau khi là vô khổng Đức Phật. Thứ gì trong câu chuyện sau cùng của bài học ngày hôm nay, chúng ta bước qua câu chuyện thứ ba. Đó là câu chuyện Đức Phật đã độ một người ta kiến. Ông tên là Akika Phragocha. Phragocha là một cái dòng tộc Bà La Môn rất là nổi tiếng thời Đức Phật, mà đặc biệt ở trong giáo trình Kinh Tương Ưng mà chúng ta sắp học đó, sẽ có trong phẩm Bà La Môn đó, thì chúng ta sẽ nghe rất nhiều người mang cái họ Phragocha. Và cái tên của ông là Akika, thì Akika là lửa, Akika là người thợ lửa, thì vị này là một vị có cái chuyên hạnh về tổ chức những cái tế đàn thờ lửa. Người Ấn Độ đó thì khi họ theo đạo Bà La Môn,
họ rất là quan trọng về cúng tế. Cúng tế là một cái bản sắc rất là quan trọng trong đạo Bà La Môn. Mà vì sau này một số các cái tông phái Phật giáo cũng bị ảnh hưởng, nên chỉ rất nặng về cái màu sắc cúng tế. Và cái chuyện mà cúng dường thần lửa lại là một cái sự hành trì rất là phổ thông. Và những vị đàn chủ, tức là những vị đứng ra để chủ trì một cái đàn cúng tế thần lửa thì được xem như là một vị có danh và có lợi, tức là được hưởng nhiều cái lợi lộc khi người ta đem đến chỗ cúng, và đồng thời phải là một vị mà có tiếng tâm để làm việc đó. Thì thưa quý vị, buổi sáng học đó Đức Thế Tôn ngài đi khất thực, nhưng trước khi đi ngài dùng Phật giáo quan sát thì thấy Akika Praraja là người hữu duyên, nên Đức Phật ngài đi đến chỗ trú xứ của Akika Praraja. Mở trong kinh thì cũng có nói điểm này, là ở trong văn hóa Bà La Môn không phải là văn hóa kỳ thị những người tu hành, như người Việt Nam chúng ta lại có cái phong tục là sáng sớm được người gặp đầu thì cũng không ai không được. Và khi mà vị này đã chuẩn bị cho bắt đầu cho lễ tế thì thấy Đức Phật ngài đi đến, thì chúng ta biết là Đức Phật ngài cắt tóc đi cùng với tóc ngắn áp sát của trung gia của ngài, nhưng mà nhìn tại sao thì biết rõ rằng Đức Phật ngài không có để tóc dài. Thì vị Bà La Môn thì đã dùng một cái từ ngữ mà rất là nặng nề. Để chỉ cho để mà đi một việc đó, giống như là người Việt Nam chúng ta có chuyện gọi là đồ hèn hay là đồ vô giá hay đồ bất dạng vậy đó, dành những cái chuyện đó. Nhưng mà ở trong xã hội Ấn Độ cái bất diện ở đây chỉ những người sinh ra trong giai cấp thấp, những người mà không có được sự tôn trọng của người khác, là cái chuyện đó trong chữ Ấn Độ rất là nặng nề. Thế thì khi ông dùng cái chữ sa để kể Đức Phật thì Đức Phật ngài không có giận, và ngài cũng không có ngài cũng phản bác, mà ngài hỏi, mà ngài nói rằng ông vừa nói về bí sa, ông cũng biết là thế nào là một người bình tiện và thế nào là cái pháp để tạo thành cái người bằng tiền không? Thì Bà La Môn Akika đang đủ khí và đi Đức Phật, và nghe Đức Phật nói chuyện cũng chứng hình. Tại xưa đây ông quen, hồi nhỏ đến ông quen ghét ai tức ai thì chửi thôi, mà chưa bây giờ đặt câu hỏi rằng một cái người bằng tiền là thế nào là người bằng tiền, và cái pháp nào, cái gì mà khiến cho con người trở nên bằng tiền, ông chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới trong đời. Và nhân đó thì ông là hỏi Đức Phật, xin Đức Phật ngài nói rõ hơn. Thứ gì ở đây có một điều mà tất cả chúng ta nên để ý đó, là đây là một chuyện thú vị, là Đức Phật ngài dùng cái lời chửi mắng người khác để trở thành đề tài, và trở thành một đề tài, và cái hướng cái tâm của người này sang một cái suy tư khác về thế nào là bậc thiện thực sự. Và đề tài này, như chúng tôi nói với quý Phật tử, là nếu chúng ta đọc cho kỹ thì chúng ta thấy là ở trong đó có nhiều cái điều mà rất là gần gũi với đời sống hàng ngày. Người gửi đời sống hàng ngày chúng ta. Nhưng mà mở đầu cho cái bài pháp này thì Đức Phật nói rằng người phẫn nộ hiềm hận, ác nhân dèm pha người, ác tà kiến mang trá, được biết là bằng tiền. Thì Đức Phật nói là người đã phẫn nộ
hằng học, khiêm hận với người khác thì người sẽ phân thiện. Đây cũng là một cái chuyện là ngài khúc, ngài không nói là ông A phân thiện, bà B phân thiện, nhưng mà ngài ngài nói là cái người mà đồ khí hung hăng, biệt thị mà lị người khác thì cái đó mới phân thiện. Nó cái tâm thái của con người mà tâm thái giận dữ lỗ mạng, cái sự lỗ mạng là của người phân thiện. Và đúng là điều đó là điều mà Bà Lô Akika Faradocha đã thể hiện khi miệt thị Đức Phật. Và Đức Phật nói tiếp: đi ai hại vật, một sanh hay hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là bằng tiền. Cái chữ một sanh hay hai sanh này thì thực ra thì nó chỉ cho chúng sanh thai sanh, đoạn sanh, đoạn sanh. Thai sanh thì sanh trong thai bào, sanh ra một lần, đoạn sanh là sanh hai lần. Lần đầu sanh trong trứng, trứng sanh ra thành thì trứng nở ra, tức là sanh hai lần. Thì cái chữ này thật ra biết bản dịch này phải phải dịch lại thưa quý vị, quý vị mới hiểu chứ một sanh hai sanh quý vị không biết thì duy chăng. Dạ, đi chuẩn. Chúng ta tạm hiểu là thai sanh hoặc là đoạn sanh. Dạ, chữ vị rồi. Ai làm hại vi hãm các làng các thị trấn, kẻ cướp đoạt có tiếng, được biết là phân tiện, tức là những bọn thổ phỉ cướp bóc người khác. Dạ, cướp bóc các, dùng cái sức mạnh của mình để làm khổ người khác, bảo vệ làng xóm. Cái chuyện xảy ra từ xưa Đức Phật ngài dạy đó là đó là sự bần tiện. Tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người lấy cộm trộm vụ không cho, được biết là bần tiện. Người sát sanh rồi, người bức hại kẻ khác là bần tiện rồi, người trộm cắp lại là bần tiện. Yeah. Ai vay nợ của người bị đòi liền trốn tránh, ta đâu mắc nợ người, được biết là kẻ bần tiện. Yeah. Người vay nợ mà không trả, người quýt nợ đó, thì cái đó là cái bần tiện. Ai vì ham vật mọn, kẻ đang đi trên đường giết hại và cướp vật mọn, được biết là kẻ bần tiện. Đức Phật giải thành với nhiều người vì lòng tham và giết người để đoạt lấy. Thời bây giờ có rất là nhiều, có nhiều khi có những người họ vì 20 đồng, vì 5 đồng thôi, có, ở bên Mỹ họ nổ súng, họ giết một cái người đứng bán hàng để cướp vài chục đồng thôi. Thì Đức Phật kể lại rằng những người mà coi cái mạng người khác quá rẻ mà chỉ vì tham chút tiền bạc như vậy thôi, thì đúng là bân tiện. Ai được thấy giữa vợ của bà con bạn thân ép buộc hay ân thuận, được biết là kẻ bần tiện. Tức là ở đây ai mà qua lại với vợ người khác thì đó là kẻ bần tiện. Ai được hỏi mục đích lại khuyên lời trái địch, khuyên bảo nên che đậy, được biết là bần tiện. Tức là ở đây mấy bài này thì thưa quý vị trả lời là phải dịch lại quý vị mới thấy rõ được. Tức là một cái người họ hiểu, hỏi về cái mục đích của giác bộ giải thoát chẳng hạn, nhưng mà lại cho cái lời khuyên mà lời khuyên nó đi ngược lại với sự giác bộ giải thoát, tức là hỏi điều này mà trả lời điều kia, thì người đó là người bần tiện. Và đặc biệt ở trong cái giới tu sĩ, những người vì thiếu hiểu biết hay là vì muốn bóp méo sự thật đó, đôi khi dạy sai chân pháp. Ai làm các nghiệp ác muốn không thấy mình làm, ai làm hạnh che đậy, được biết cái bần tiện. Là cái người làm những điều ác nhưng mà lại giấu đi, không muốn cho người khác biết là mình làm điều ác. Ai đến nhà người khác ăn món ăn ngon lành lại không đáp lễ lại, được biết cái bần tiện. Tức là người chỉ biết đi ăn của người khác mà không bao giờ biết hồi đáp. Dạ, cuộc sống không biết hồi đáp lại. Nếu mà mình cảm thấy mình không hồi đáp được thì mình đừng đi ăn của người khác. Dạ, nhưng mà khi đã người khác thì nên biết hồi đáp. Dùng lời ai nói dối lường gạt Sa Môn Bà La Môn hay các người nghèo khác, nên biết là bần tiện. Dạ. Có nhiều người gạt các vị Sa Môn Bà La Môn hay gạt người nghèo vì lý do là họ muốn được cái gì đó. Dạ, họ muốn được gì. Chúng tôi nhớ rằng thỉnh thoảng có những người
họ cũng có tiền nhưng họ muốn chút có danh. Họ đi đến các chùa, họ nói chùa tuyên bố đi là họ sẽ làm cái này làm cái kia. Lúc chùa tuyên bố ra thì họ được cái tiếng tâm, họ được cái danh tiếng, sau đó họ không làm. Mình nó phải xảy ra một lần mà nhiều lần như vậy. Thì những người này muốn tìm được cái sự sung sướng là được người khác tuyên dương ca ngợi công đức nhưng thật sự không làm. Thì điều đó chính là điều Đức Phật dạy ở tại đây. Dùng lời mắng không cho, Sa môn Bà La môn, khi thời ăn uống đến được biết là bằng tiện. Có nhiều khi có những người họ không có muốn, họ không có muốn bố thí cúng dường, và họ dùng cái lời giúp mắng miệt thị để họ không phải cúng dường, thì đó là thái độ bằng tiện. Ở đời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chút lợi nhỏ được biết là bằng thiện. Tức là vì cái lợi nhỏ mà mình lường gạt người khác, vì lợi nhỏ mà mình trở thành một người mang cá, thì đúng là bằng tiện thật. Chuyện đó quả đáng. Ai đề cao tự ngã, khi biệt giá trị người, hạ mình với tự cao được biết là bằng tiện. Có những người thì họ chỉ biết họ hay phê phán người khác, phê phán người này, phê phán người kia. Họ nghĩ sự phê phán như vậy làm cho họ trở nên cao quý. Chúng tôi có kể quý vị nghe một nhiều lần. Chúng tôi gặp một người ở tại Houston. Ông đó, ông nói chúng tôi một câu rằng đừng nói như thầy Nhất Hạnh mà tôi còn chê được gì thì đừng nói là ai. Khi ông nói ông có thể chê một người mà nổi tiếng không nghĩ là ông cao. Thật sự không có. Cái chuyện chê bai là chê bai, nhưng có nhiều người nghĩ rằng mình chê những người nổi tiếng, mình chê những người có danh là mình sẽ đề cao mình sẽ nâng cao giá trị mình, không phải. Hai chuyện đó khác nhau. Ai gây hấn hà tiện, ái dục và sang tham, xảo quyệt không tầm quý, được biết là bần tiện. Thật ra ở đây là, nói lên tình trạng là ganh tị đố kỵ người khác. Mà cái ganh tị và bỏng sẻn đại pháp là thường được nói chung, được diễn tả trong bài này. Ai phỉ báng Đức Phật hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia tại gia, được biết là bần tiện. Đối với những giá trị cao quý mà mà lý miệt thị và không có suy nghĩ, đặc biệt là Phật Pháp Tăng, đặc biệt là các đệ tử dùng xuất gia tại gia của Phật. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, cả trộm phạm thiên giới là tối hạ bần tiện. Những hàng bần tiện này ta nói rõ cho ông. Đức Phật kể giải, nhưng mà cái sự bần tiện tệ hại nhất á, là cái người không có thành tựu cái pháp thượng nhân mà mạo xưng là mình thành tựu bác thiện nhân. Chúng ta thấy có rất nhiều người như vậy, xưng là vô thượng sư, xưng là Phật, xưng là được trời bay xuống là sứ giả thượng đế vân vân, nhưng mà thật sự không phải, và đã có nhiều người chết thảm vì cái sự mạo xưng như vậy. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái sự mạo nhận mình đã đắc bất cả bậc cao nhân là điều tệ hại nhất, là sự bần tiện nhất ở trong tất cả sự bần tiện. Và Đức Phật ngài đã dạy câu là đây là một câu có thể nói là đúc kết những điều mà Đức Phật dạy trên. Bần tiện không vì sanh, phạm trí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm trí. Ở đây chữ bần tiện không vì sanh tức là không phải là vì mình sanh ra trong một dòng dõi, sanh ở trong một giai cấp, sanh trong một gia đình mà mình trở nên bần tiện. Và đối lập với chữ bần tiện gọi là chữ pramana, thì ở đây gọi là phạm trí. Thì thứ gì thật ra thì câu này có nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Ở trong nghĩa đen, chữ quý sa lá là giai cấp thấp mà cũng là bần tiện. Pramana là giai cấp bà la môn, giai cấp cao mà cũng là người trong sạch. Thì Đức Phật ngài gọi cái gọi là bần tiện hay là cao quý đó không phải là do sanh, không phải vì sanh, mà là do hành động, hành vi tạo tác. Ở đây nó do hành thành bần tiện, do hành thành phạm trí. Chúng tôi hy vọng có dịp thì chúng ta sẽ dịch lại bài kinh, một bài kinh rất là hay thưa quý vị. Cái bài kệ này hồi nãy chúng tôi đọc lại, thật ra khi chúng tôi trích thì cũng nhanh, thật ra chúng tôi không có coi, nhưng hồi nãy khi chúng tôi đọc lại chúng tôi thấy cái bài này rất là kỳ. Do đây nên hiểu biết, như ta trình bày rõ, mà tăng giá được danh
Bần Tiên ăn thịt chó, chứ tôi không biết không biết là ai sửa câu Bần Tiên ăn thịt chó. Cái câu này không phải vậy. Cái câu này đó thì thưa quý vị, nó lại bỏ cái chi tiết. Cái chi tiết đó là nói về Sopaka. Dạ, Sopaka là Chandala Putto Sopaka. Chandala là Thiên Đà La hay là Sanyakapap. Buddha là con trai. Sopaka là cái tên, tên của một người tên là Sopaka, một vị tu sĩ tên Sopaka. Vị tu sĩ này là con trai của người Thiên Đà La. Và đã về sau này được biết tới tên là Ma Tăng Gác, và đã đạt được cái danh vọng rất là cao quý. Ngay cả các vị vua, các vị Bà-la Môn đến cũng đảnh lễ cúng dường vị này, bởi vì vị này thành tựu những cái quả vị rất là cao quý. Ở trong này nữa, ở trong bài kinh này thì bỏ sót, trong bản dịch thì bỏ sót cái tên Sopaka. Và đúng là chữ Sopaka có nghĩa là cũng là người bị bỏ rơi. Và Sopaka bị bỏ rơi, nhưng mà chúng tôi không hiểu cái chữ ăn thịt chó lấy ở đâu. Trong bản dịch, bản dịch hoàn toàn ý và lời cái gì cũng sai với bằng chánh kinh hết. Thật ra quý vị nhớ rằng ở trong bài kinh này Đức Phật càng có dẫn chứng một vị tu sĩ rất là nổi tiếng, đó là Sopaka. Và sanh ra trong gia đình Chiên Đà La. Và một người sanh ra Chiên Đà La và đã đạt được một cái danh tiếng cao quý do cái sự chứng ngộ của mình. Danh tối thượng khó đạt, Ma Tăng Gá đạt được nhiều sắc lị phạm trí đến hầu hạ vị ấy. Vị ấy leo thiên xa trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham, đạt được phạm thiên giới, thọ sanh không ngăn chặn, vị ấy sanh phạm thiên. Tức là cái người tại Sopaka đó đã sinh ra trong giai cấp Thiên Đà La, nhưng mà đã đi xuất gia trở thành một đạo sĩ chứng thiền và sanh về của phạm thiên giới. Và Đức Phật ngài cũng nhắc rằng có những Bà La Môn sanh gia đình đạo sư, hay sanh trong những gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp. Có những người sanh trong gia đình Bà La Môn nhưng mà cũng tạo nhiều ác nghiệp, hiện tại bị khinh miệt, đời sau sanh ác thú, thọ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng khinh. Và Đức Phật ngài cũng nhắc lại là bần tiện không vì sanh, phạm trí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm trí. Yeah. Tức là do cái hành vi tạo tác, do cái sở hành, do sở hành trở nên bần tiện, do sở hành được cao quý. Thưa quý vị, đoạn cuối bài kinh thì Đức Phật ngài chỉ nhắc một điều là có những cái thí dụ cụ thể trong đời sống cho thấy rằng một người sanh trong giai cấp thấp cũng có thể có những thành tựu lớn về tinh thần, về sự tu chứng và được sự kính trọng. Trái lại, có những người sanh trong giai cấp Bà La Môn, giai cấp cao mà vẫn bị khinh miệt, tất cả đều do sở hành. Thật ra ở đây trên nói sở hành chứ được cái đó là do thọ sanh. Thật ra thì trọn cả bài kinh này là một cái lời dạy có thể nói rằng đã đi ngược lại tất cả những giá trị mà vốn ăn sâu trong tâm khảm người Ấn Độ từ xưa cho đến bây giờ. Nếu mà chúng ta có sang Ấn Độ, có tìm hiểu về đất nước Ấn Độ, về sự phân chia giai cấp, về cái tính lý của Ấn giáo, của Bà La Môn giáo, thì chúng ta có thể hiểu rõ được điều này. Nên thưa quý vị, chúng ta thấy trong bài kinh này có một điểm rất là thú vị, là vị Bà La Môn Akika Phradoacha đã dùng cái lời lẽ rất là nặng nề để đi thị Đức Phật. Đức Phật ngài không có thái độ buồn bực, giận dữ. Dĩ nhiên Đức Phật là Phật, nhưng mà hơn thế nữa, ngài còn dùng cái chữ kẻ bần tiện để làm cái đề tài giảng pháp. Thế nào là bần tiện thực sự? Thì những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta nhiều điều để rất là suy gẫm. Thứ gì đặc biệt từ hôm nay đó, thì chúng tôi không có đi sâu vào ba cái bài ý nghĩa ba bài kinh này, chúng tôi chỉ nói đại lược qua. Và bây giờ thì xin hỏi không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ
chia sẻ một số cái suy tư thượng tọa về ba câu chuyện hôm nay, vẫn đặc biệt là bài kinh Đà La Mã Ca. Xin kính cung thỉnh thượng tọa. Đức Bồ Tát thầy, kính bạch chư tôn đức kính thượng vị, ở trong bài học ngày hôm nay thì có ba cái câu chuyện một điều mà chúng ta đáng chú ý nhất là cái câu chuyện mà Đức Phật ngài độ cái người Bà La Môn Tà Kiến Akita Pharadoja. Akita Pharadoja là một vị Bà La Môn rất trung thành với cái pháp thờ lửa. Và Bà La Môn Akiparadoja này khi mà thấy Đức Thế Tôn đi khất thực tuần tự từng nhà ở tại Samothi đến trú xứ của ông ta, thì ông ta mới bảo rằng này kẻ trọc đầu ở đây, này Samothi tiện ở đây, này kẻ đi tiện, hãy dừng lại. Và khi được nghe nói về Đức Thế Tôn ngài nói với Bà La Môn Akiparadoja, người có biết cái người đê tiện hay là những pháp mà tạo ra kẻ đê tiện không? Ở đây cái chữ Vasala, Vasala chúng ta xài trong cái nghĩa đê tiện đó, thì nó hợp với ngữ cảnh hơn là cái chữ bần tiện. Chữ bần tiện chỉ có nghĩa là khinh cái người nghèo thôi, khinh cái người nghèo hèn. Còn cái chữ đê tiện đó, đó là một cái chữ chữ mắng rất là nặng. Vì ông ta cho rằng cái hình thức của một vị sa môn mà đi khất thực, đi xin ăn là người đê tiện, là người ti tiện. Thế cho nên Đức Phật mới thuyết ra 20 cái bài kệ, thuyết ra 20 bài kệ. Trong này thì nó có rất nhiều bài kệ, nhưng mà những cái bài kệ sau đó thì là những bài kệ mà Đức Phật ngài đúc kết trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Bảy cái bài kệ sau thì xem như là Đức Phật ngài đúc kết, còn 20 cái bài kệ đầu á là Đức Phật ngài sau khi ngài hỏi Bà La Môn, ngươi có biết cái người mà đi tiện và cái pháp mà trở thành cái người đi tiện không? Thì Bà La Môn nói là chúng ta không biết. Thì chúng ta mới
đề nghị Đức Phật Ngài thuyết, Ngài nói lên cái pháp đó, thì Đức Phật Ngài đã nói lên những cái pháp trở thành cái người đê tiện. Thì chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giải thích từng cái bài kệ với cái ý nghĩa tổng quát rồi. Và ở đây chúng ta chú ý trong cái câu cuối cùng, trong cái câu mà Đức Phật kết luận tới hai đoạn, tức là kể từ bài kệ số 21 đến cái bài kệ 27, Đức Phật Ngài đã nói lên rằng Ê tê khô quá xà la vút ta mát gia dê tê bà ca sĩ ta. Điều đê tiện được nói ta đã trình bày cho ngươi. Na cha cha quá xà lô hô tí, na cha cha hô tí brahmano, kamuna quá xà lô hô tí, kamuna hô tí brahmano. Đê tiện không vì sanh cao quý, không bị sanh đê tiện do sở hành, mà cao quý cũng do sở hành. Cái chữ Brahma, chữ Brahmano ở đây đó, như chúng ta đã được nghe, chúng ta đã nói chữ Brahmana, âm là Bà La Môn, nhưng mà dịch thì dịch cái phạm chí. Nhưng mà chữ phạm chí đó nó còn một nghĩa mà chúng ta, cái nghĩa nó còn tối nghĩa chúng ta không có hiểu được. Cho nên cái chữ Brahma có nghĩa là cao quý, Brahmana có nghĩa là người cao quý. Cái đó là một nghĩa đen. Còn cái nghĩa trắng á, thì chữ Brahmana ở đây là chỉ cho những người mà họ hãnh diện tự hào rằng mình là người ở giai cấp Bà La Môn do chúng sanh. Cái chữ cha cha ở đây đó, chữ cha cha có nghĩa là chữ cha tá, cha tá hay cha tí, cha tá hay cha tí. Và khi mà cái chữ đúng ra là chữ cha tá ở cha tí, quý vị bỏ dùng cái dấu trường âm chữ cha tí. Chữ cha tí đó khi mà ghép với chữ giác thì nó thành chữ cái chữ chắc chá, cái chữ chắc chá nó phối hợp chữ này trong cái phép hợp âm, thì chữ y ngắn ở phía sau chữ tí, chữ tí nó trở thành từ giá, từ giá, từ giá, từ giá thành chữ chắc chá. Tức là chỉ cho cái chủng sanh. Khi mà xài xuất xứ cách thì chắc cha, tức là do chủng sanh. Thì ở đây chúng ta lưu ý một điều là ở đời
khi mà chúng ta là một con người xấu hay tốt, người đi tiện hay là người cao quý, nó đều là do cái sở hành. Cái chữ cầm na là chữ cầm má ở đây đó. Chữ cầm má nó còn có cái hình thức là cầm muna, nó chia theo cái cách cầm muna, chia theo ngữ cách. Rồi thứ ba, ngữ cách số ba tức là sử dụng cách, là do cái hành động, do cái hành vi thôi. Chớ bận tiện không phải là do cái nghề, ti tiện không phải là do cái nghề. Thấy người ta đi hút rác, người ta quét đường, hay là người ta đi đổ phân, hoặc là người ta đi làm thuê, làm mướn, mà nói người ta là người ti tiện thì không được. Tại vì cái nghề nghiệp ở trong xã hội để là kiếm sống, cái nghề đó không phải là nó biến con người đó trở thành đê tiện. Chỉ có cái sở hành của người đó, như trong 20 bài kệ mà Đức Phật này đã dạy đó, thì người mà làm như vậy thì mới gọi là đê tiện. Cũng như nói đến cao quý, không phải là người có cái tướng mạo đẹp trai, ăn mặc lịch sự, tươm tất, chỉnh chu, rồi mình cho rằng cái người đó là người cao quý vậy. Mà chính do cái sở hành của người đó trở thành người cao quý. Đúng vậy. Khi chúng ta nói cái hạng tử nhân và quân tử thì chúng ta cũng nên theo những cái ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy như thế này. Thì đó là cái bài học mà chúng ta cần phải chú ý. Chúng ta cần phải chú ý để chúng ta thực hành theo cái điều đó. Và khi mà chúng ta là một người nghèo, lấm lem, chúng ta đừng bao giờ chúng ta mặc cảm chúng ta là những người đê tiện, những người đê tiện trong xã hội hay ti tiện trong xã hội. Mà chúng ta phải nhìn lại, xem coi hàng ngày cái sở hành về thân, về khẩu, về ý của ta, nó có phải là cái pháp hành mà biến thành cái người đê tiện hay không? Chúng ta phải xét lại cái chỗ đó. Chứ chúng ta không có nên mặc cảm về cái sự nghèo hay là cái sự ít học của chúng ta. Cũng như khi mà chúng ta được sanh ở trong một cái gia đình giàu có, hay là có quyền chức, để chúng ta tự cho mình là hạng người cao quý. Cái đó là ở ngoài á, thì họ cho rằng mình là người thượng lưu, cao quý. Nhưng thực ra thì theo tinh thần của Đạo Phật, thì nếu như một người họ giàu có, họ sang trọng, nhưng mà thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì người đó cũng chưa phải là cái người cao quý. Cho nên khi mà chúng ta được giàu sang, hay là chúng ta có một cái địa vị ở trong xã hội, chúng ta cần phải xét lại xem có mình có cái sở hành như nào để trở thành người cao quý hay không. Chứ còn nếu mà người cao quý mà do cái bộ đồ, do cái bộ y phục, thì nó
có thể thay đổi được. Có một cái nhà nổi tiếng, ông ta trong cái phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra nhiều cái định luật có lợi ích cho nhân loại. Ông ta nổi tiếng đến độ mà những cái trường đại học lớn đó hay thỉnh giảng, tức là mời ông ta trong một tuần có một giờ để giảng cho sinh viên nghe về cái bộ môn khoa học. Nhưng mà nhà khoa học đó thì đã không có quan tâm đến cái việc mà sửa soạn y phục giày dép cho nó chỉnh chu. Người ta cứ mãi mê người ta làm cái công việc đó ở trong phòng thí nghiệm. Cho đến khi mà điện thoại đến báo mời đi giảng, xe đậu ở phía trước nhà để chờ rước đi, thì ông ta vội vàng, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi, ông ta cài nút mà lại nó bị trật. Rồi ông ta xỏ vào đại cái đôi giày cũ kỹ của ông ta, ta không quan trọng, ông ta đi đến. Thì lúc bây giờ sinh viên nó không có lắng nghe ông ta giảng, không nghe trình bày ông ta, mà họ cứ nhìn có đôi giày của cái nhà khoa học đó, nhìn xuống chân của nhà khoa học đó, có ý như là khinh thường cái vị giảng sư của mình, vị giảng viên của mình. Ông ta hiểu ý, ông ta mới cởi cái đôi giày ông ta để lên cái bàn. Cái học trò bắt mới hỏi, thì ông ta mới hỏi sinh viên, hỏi gì chứ, các anh đi vào đây để nghe tôi trình bày về những cái phát minh khoa học quan trọng, hay là các anh vào đây để mà chiêm ngưỡng cái đôi giày của tôi? Tôi thấy khi nãy đến giờ các anh cứ chiêm ngưỡng cái đôi giày của tôi, cho nên tôi mới đem để lên bàn để cái đôi giày nói chuyện với các anh. Thì cả lớp ngớ ngẩn, và lúc đó họ mới đồng loạt xin lỗi và họ chăm chú nghe, không có chú ý, không có chú ý đôi giày nữa. Đôi giày xấu vậy nữa, nó sờ ngủ vậy nữa, điểm sao ông thầy cũng giảng hay và mình tiếp thu được những cái kiến thức quý báu là được rồi. Từ đó là sao, thưa quý vị, nó trở thành cái câu chuyện để nhắc những người đừng có quan tâm đến cái hình thức ở bên ngoài, mà phải là cái thực chất, quan tâm đến cái thực chất. Ở trong cuộc sống của chúng ta, có đôi khi chúng ta bị nhầm lỗi là do chúng ta chỉ chú ý cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta không chú ý đến cái chỗ, cái thực chất của một con người, cái bản chất của một con người. Chính cái bản chất của con người đó, cái sở hành của con người đó, nó mới tạo nên con người đó có giá trị hay không có giá trị. Đó là cái bài học mà chúng ta cần phải chú ý nhiều nhất. Còn riêng về cái bài học mà nói về gì hung thần Alawaka, thì trong cái bài đó thì có những cái Đức Phật này cũng đã thuyết lên những cái pháp để trả lời câu hỏi của Dạ So La Quốc Cá. Thì đương nhiên là ở đây là pháp Đức Phật đã trình bày rất là quan trọng trong cái việc tu tập, nhưng mà đây là những cái thiện pháp Đức Phật này trả lời từng câu từng câu, như là đức tin hay là tinh tấn vân vân, hoặc là trí tuệ. Thì cái
Đó là những cái thiện pháp mà chúng ta cần phải học rồi. Còn khi mà chúng ta học để mà chúng ta kinh nghiệm bản thân trong cái việc tu tập ấy, thì chúng ta nên lấy cái bài kệ, những cái bài kệ mà Đức Phật hành thuyết cho Bà La Môn Akhisaradhara về. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng có cái câu thảo luận với Chư Tăng. Bây giờ thì chắc có lẽ là cũng đã có rồi. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thị Sư. Mà Thượng Tọa Thị Sư quá. Nhưng chúng ta nói về cái quan điểm giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà Phật Pháp được giảng giải, được truyền bá đó, thì chúng ta luôn luôn gặp một số những cái định kiến. Và những cái định kiến này gần như là người ta quan điểm rằng đó là chân lý và không thể nào khác hơn. Thậm chí một số các vị theo, ví dụ như là chúng ta nói về cái chuyện cúng kiến. Dạ, cái chuyện cúng kiến là hầu như khi mà chúng ta làm việc đạo hay đi quan pháp thì chúng ta thấy người ta đặt nặng nặng về vấn đề cúng kiến. Thì thầy sư chia sẻ một vài cái khó khăn của thượng tọa. Dĩ nhiên là Đức Phật là Phật và cái xã hội Ấn Độ cho chứa bối cảnh khác, nhưng mà chúng ta lấy bài học trước mắt là cái khó khăn nào mà thượng tọa thường gặp khi mà thay đổi cái định kiến, thay đổi cái quan niệm về tôn giáo của những người mà mình tiếp xúc với mình. Xin Thượng Tọa có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân Thượng Tọa không? Những kinh nghiệm Thượng Tọa. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nói đến cái sự khó khăn đó, thì thật ra trên cái con đường hoằng pháp của chúng tôi thì chúng tôi nói đúng hơn là ít có gặp những cái sự khó khăn đó. Bởi vì chúng tôi có cái công việc là ở nơi nào mà người ta tổ chức lễ lạc và người ta mời thỉnh đến để thuyết pháp, thì cái phận sự chỉ là lên pháp tòa và thuyết pháp cho hội chúng nghe, trình bày những điều đã được biết ở trong kinh điển, rồi ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Nhưng mà phần đông thì khi mà chúng tôi trình bày, chúng tôi giảng pháp trong những cái cuộc lễ thì phần đông là Phật tử hoan hỷ, thích nghe. Còn những người mà họ dễ ứng, họ không thích nghe, một là họ vắng mặt, họ không chịu đến nghe, hoặc là có mặt nhưng mà họ chỉ có mặt để tham dự cuộc lễ thôi, họ không cần quan tâm đến, thì chúng tôi cũng không cần để ý gì. Cho nên không có cái sự, không gặp cái sự chống đối ở đây, không có sự chất vấn ở đây. Rồi khi mà chúng tôi đi dạy như vậy, cứ trường lớp rồi, ở chỗ nào mà trường lớp mà yêu cầu chúng tôi dạy cái môn đó thì chúng tôi dạy xong hết giờ chúng tôi đi về thôi. Cho nên chúng tôi ít rồi gặp trở ngại. Còn về cái vấn đề mà chúng ta xây dựng chùa chiền đó, thì thực ra thì cái này chúng tôi cũng nương theo cái bóng của các bậc tiền bối. Như ở tại chỗ chúng tôi, tại cái xứ sở Vĩnh Long, tại cái địa phương đó thì
cái ngôi chùa Siêu Lý và chùa Viên Giác. Thì cái chùa đó là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự này khai sáng trước. Và khi mà Ngài về Ngài dạy vi diệu pháp ở đó, Ngài mở mang ở đó trong trước năm 75, rồi sau năm 75 Ngài dạy có một số tín đồ Phật tử đã quy tâm bảo ở tại Mỹ Long. Thì chúng tôi là người hậu sanh chỉ lên để gìn giữ và phát triển và duy trì cái số Phật tử ở tại địa phương. Nhưng mà số Phật tử địa phương thì họ hiền lắm, thưa quý vị, là không biết là họ có tà kiến ở đâu hay là họ có chấp cái gì ở chỗ nào chúng tôi không biết. Nhưng mà khi họ vào chùa trong những cái cuộc lễ tre tăng hay là trong những cái cuộc lễ như lễ dân y các thí nát chẳng hạn, thì họ tập trung lại thì chúng tôi cũng giảng pháp cho họ nghe và hướng dẫn cho họ làm theo cái một cái nghi thức đơn giản, nghi thức theo Phật pháp là đúng luật đó. Thì như vậy họ cũng quan hỷ, thôi. Cho nên chúng tôi ít có gặp cái sự khó khăn. Cái đó chắc có lẽ là cũng tùy theo duyên. Có nhiều vị trên bước đường hoằng pháp hay gặp người khó tánh, chấp theo tà kiến. Để mà chấn. Nhưng mà chắc có lẽ họ thấy cái mặt của chúng tôi khờ khờ hay hiền, cho nên họ không dám, họ không nỡ để mà họ chất vấn, họ làm khó sao. Cho nên cũng êm xuôi thôi, thưa quý vị. Khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi có gặp khó khăn gì trong cái điều hoằng pháp không, thì chúng tôi cũng thành thật là chúng tôi nói là như Thượng Tọa Giác Đẳng biết chúng tôi anh em từ hồi nhỏ, hồi mười mấy tuổi đó, 13, 14 tuổi cho tới bây giờ, cho đến khi mà Thượng Tọa đi, thì hồi nhỏ là chúng tôi là hiền. Chúng tôi hiền, chúng tôi rất khờ, thưa quý vị. Hồi học ở Sài Gòn, ở Vận Hạnh là Thượng Tọa Giác Đẳng biết cái tánh của sinh linh rồi, là hiền khô như cục bột. Cho nên chắc có lẽ vì vậy mà người ta không có đến nỗi là làm khó ở trong cái con đường hoằng pháp. Thì giờ chúng tôi chỉ trình bày với quý vị những điều mà chúng tôi cảm nhận được ở trong cái việc hoằng pháp của chúng tôi là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thật ra anh em ruột thì biết nhau rồi. Cho dù người ta có làm khó sư huynh, sư huynh chẳng quan tâm. Sư huynh biết có kinh điển và biết chuyện mình làm. Nhưng thật ra đời sống mình khỏe. Bây giờ để thành sư huynh đi nghỉ. Và bạch thi công đức và thưa quý Phật tử, có lẽ tiếp theo sẽ xin được dạ quý vị quan hệ chờ chú thêm một chút. Thượng tọa Tư Quyền ấy, Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa nghe được không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng tọa khoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Ô, có Thượng tọa đang, dạ. Thượng tọa đang nghe, ngay cả Đức Phật mà cũng có những người xuyên tạc, quý bán mạ lị, thì nói gì đến chúng ta ở trong cuộc sống và trong cuộc đời sống tu hành đó. Mà cái gì là cái mà Thượng Tọa Pháp đang nghĩ rằng giúp cho chúng ta rất là nhiều để vượt qua những cái cay đắng như vậy, nó rất là phũ phàng trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua ở trong cái vị thế là một vị tu sĩ. Xin Thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ chia sẻ và suy nghĩ về điểm này. Dạ, nhà con đang kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thầy Nhất Đẳng, Thầy Đó Thầy Quyền, Đó Minh Hạnh, Thầy Tri Đức, Thầy Đức của Chư Tôn, Sư Nguyên Thông của Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào bài của tôi, kính chào Phật tử.
Thật sự thì nhờ coi kinh của Đức Phật, nhờ học được giáo lý nên mình hiểu được, mình hiểu được và mình cũng có cái sự suy nghĩ trước đó và sau đó. Thì từ lúc mà mình biết tu đó, thì mình vào chùa mình tu rồi thì mình thấy mình sửa đổi, mình nhận diện được, mình biết được, rồi mình tham nhận được. Nhưng mà mình nghĩ rằng tới những lúc mà mình không biết tu đó, thì dễ gì mà mình tham nhẫn. Mình cũng ăn miếng trả miếng, ta làm gì mình cũng làm lợi chứ mình cũng đâu có sợ gì. Chính vì như vậy nên mình suy nghĩ rằng ở đời thì mình thấy rằng tất cả ai cũng bị như vậy hết. Nhưng mà riêng những người tu đó thì mình thấy mình hiểu được, hiểu biết nhân quả, hiểu biết được cái nghiệp báo và hiểu biết được trước đó là mình lỗi lầm, mà sao mình hiểu được mình tu tập để mình cố gắng chế ngự, cố gắng để chịu đựng, cố gắng để vượt qua những cái trở ngại đó. Và con nghĩ rằng nhé, cái đó là những cái quan nghiệp mà trước đó mình không có biết, mình không có hiểu và mình không có giữ gìn thân khẩu ý nên mình tạo những ác nghiệp. Nên mình thấy 18 tâm vô nhân có 17 tâm quả ức thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Để nói lên trong cái bản vi diệu pháp, mình thấy rằng những cái tâm vô nhân này cho biết rằng đó là những cái quả thiện ác trổ sanh. Thiện cũng có mà ác cũng có. Trong đời thì mình gặp những cái hạnh phúc cũng có, nhưng mình gặp những cái đau khổ cũng có. Rồi mình gặp những cái lời người ta khen tặng cũng có, nhưng mà cũng gặp những cái lời nghi kỵ, rồi những cái lời vu oan, vu khống, rồi họ đủ cũng đủ thứ chuyện hết. Thì mình nghĩ rằng, theo con nghĩ rằng cái đó cũng những cái quả thiện bất thiện trổ sanh ra trong đời sống này. Nhìn vào các bậc thánh như là các bậc đã giác ngộ rồi, chư Phật độc giác mình coi trong truyện mình cũng thấy, chuyện chư Phật độc giác này mình thấy, hoặc là ngay cái thời kỳ của Đức Phật hiện tại mình cũng thấy Đức Phật ngày cũng đâu có phải là như người ta nghĩ rằng Đức Phật là cái ngày thành Phật rồi tất cả đều hoàn hảo hoàn mỹ, đâu phải vậy đâu. Để cho mình thấy rằng trước đó thì mình tu tập, và cái sự tu tập của mình thì có lúc mình tu được, có lúc mình không tu được. Và cái lúc mình tạo thiện nghiệp, cái lúc mình tạo ác nghiệp, là cho đến lúc nào mà mình giác ngộ thành thánh nhân thì mình mới loại bỏ được. Ví dụ mình thành vị thánh tu đồ quần, mới diệt được 4 tâm tham học tà và tâm si hoài nghi, thì lúc bây giờ những cái ác bất thiện pháp này nó còn không có trong tâm của mình. Chứ còn trên cái đạo lộ tu tiến đó, thì nếu mà lúc nào mình giác ngộ, mình nỗ lực mình tu đó, thì mình chế ngự được. Nhưng mà lúc nào mình dễ vui phóng dật, thất niệm quên mình đó, thì mình cũng vẫn bị những cái thói quen, những cái phiền não nó dẫn dắt mình tạo những cái ác nghiệp, tạo những cái lỗi lầm. Sau đó mình mới nhận thấy được, mình mới thấy rằng thật sự là mình cần phải tỉnh giác, cần phải chánh niệm, cần phải quán xét liên tục. Chứ còn nếu mình sơ sẩy thì mình cũng rất là dễ để tạo những cái phiền não, tạo cho phiền não sanh khởi và tạo những cái nghiệp thiện bất thiện nó sanh khởi. Như vậy thì con nghĩ rằng dù là bất luận là ai đó ở trên đời này, Đức Phật đó, thì ngài được các cái bậc vua chúa, mình nói chung là những người có cái sự nhận thức, có sự hiểu biết đúng đắn, thì tôn kính Đức Phật, thấy Đức Phật đó, thì ngài thực hành. Và ở đời thì nhiều khi mình thấy như Đức Phật vậy đó, nhưng mà cũng không có cái việc làm tốt đẹp của ngài, nhưng mà không phải là việc làm đó mình thích. Thí dụ mình thấy rằng Đức Phật ngài độ chỉ những người nam đi xuất gia, thì người nữ ở gia đình đó, họ thiếu cái người chồng, thiếu người cha, thiếu người ông, thiếu người cháu, thiếu người con, nên họ cũng phiền não đối với Đức Phật. Và chúng ta thấy rằng, nói như vậy thì mình thấy rằng một người đi tu thì họ sống cái đời sống khác biệt với người ở đời.
họ không sống trong cái máy ấm của gia đình, họ không có gánh vác những cái công việc ở gia đình của họ nữa. Bây giờ họ lại là cái người tu sĩ, cái việc làm của người tu sĩ, cái việc làm của giáo hội, cái việc làm để đoạn trừ phiền não thì họ lại tách rời cái việc gia đình của họ. Nên những cái người đó họ cũng ta tháng phiền hà đối với Đức Phật chứ không phải là không có. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết những cái điều đó, đó thì luôn luôn người ta nói rằng thà là tử biệt hơn là sanh ly. Thà là chết thì thôi, còn sống mà người không sống chung với mình thì cái nỗi đau khổ đó là cái sự đau khổ nhất theo cái sự nhận diện của con người là như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết rằng cái sự trầm luân, cái sự làm khổ lẫn nhau đó, nó đã nhiều đời nhiều kiếp, nó đã quần quật với nhau rồi. Bây giờ muốn thoát ly những cái quan gia trái chủ đó thì phải sống trong cái đời sống tu hành, trong cái đời sống mà chế ngự phiền não, sống trong cái lối sống của các bậc thánh. Chỉ có mình tập từ từ như vậy đó thì mình mới có thể thoát ly được luân hồi. Thì con quả thật con thấy rằng mình càng lớn thì mình càng suy nghĩ, và càng lớn mình càng nhận diện được nhiều hơn lời dạy của Đức Phật. Xuyên qua mình học được những cái lời dạy của Đức Phật rồi mình suy tư, mình suy tư cái lời dạy đó, và thấy quả thật là làm người, quả thật là nó là như vậy á. Luôn luôn lúc nào cũng có việc làm đó thì cũng có người khen, nhưng cũng có người chê, có người phê bình, cũng có chỉ trích, chứ không có hoàn toàn hoàn hảo hết. Tùy theo cái sự nhận định của họ, tùy theo cái khuynh hướng trí tuệ của họ, tùy theo cái trình độ nhận thức của họ thôi. Chứ thật sự đó thì mình thấy rằng mình cứ nghĩ rằng mình đi tu rồi lúc thở nhỏ mình đi tu rồi cha mẹ hay là anh em cũng đâu có đồng ý đâu. Thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Nên khi mà có khi nào, trừ khi nào họ hiểu biết được, họ hiểu biết được, họ thấy cái người tu là cái người muốn thoát ly, và họ sống không có, họ biết chế được những cái tội lỗi, họ biết những cái sai lầm, rồi họ sống không có bị cuốn hút theo những cái sự sai lầm đó. Trừ khi nào họ nhận diện được, họ mới thấy rằng quả thật cái việc làm, việc đi tu đó là một cái việc cực kỳ khó, nhưng mà người này cố gắng làm chứ không phải là dễ. Thì theo con nghĩ rằng á, cái người bước vào chùa đó thì biết bao nhiêu sự trở ngại, biết bao nhiêu sự ngại, nhưng mà rồi mình cứ nghĩ rằng mình sống rồi năm tháng ngày giờ đó cứ tiến tới như vậy thì nó sẽ vượt qua được những sự trở ngại. Còn nếu mà mình không có suy tư, không có nhận diện được đó, thì những cái sự trở ngại nó cũng là sự cột trói mình, nó cũng sẽ làm cho mình thối lui lại chứ không có tiến bộ được. Nhưng mà rồi mỗi người có cái hùng tâm, cái dũng tâm của mình và cái khéo léo của mình để mình vượt qua. Chứ thật sự ra trong đời sống mình ta gọi là cái người làm khéo đó thì làm tốt, làm hiệu quả. Còn cái người mà làm dụng về đó thì luôn luôn lúc nào cũng phải sửa sai. Thì con thật con nghĩ rằng đời sống tu hành cũng vậy, gọi là cái đời sống khéo léo, làm sao mình có thể vượt qua được, chứ còn không thì cũng rất là trở ngại. Như vậy thì qua cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì mà cần nói thêm thì thỉnh tọa, bây giờ thì con xin nhận được. Sa tu kính trưng thượng tọa Pháp Lực. Thưa quý Phật tử, qua lời giải thích của chư Tăng rằng thì chúng ta có nhiều điểm mà cần phải nhắc ở tại đây là: thứ nhất, chúng ta là người con Phật thì nên cảm nhận cái ân sâu quá độ của Đức Phật. Đức Phật Ngài là Phật, nhưng mà để giáo hóa chúng sanh thì Ngài phải cực khổ chứ không phải là đơn giản đâu. Và thứ hai đó là ở trong rất nhiều trường hợp mà cho chúng ta thấy một hình ảnh chung đó là Đức Phật luôn luôn mang chánh pháp để khai thị tâm của chúng sinh, để cho chúng sinh sống với chánh pháp, sống như chánh pháp và sống an trú trong chánh pháp. Và chúng ta cũng học được một bài học từ những điều này, đó là ở trên đời này càng dấn thân, càng làm việc thì cần phải đối diện với nhiều cái khen chê, chỉ trích, miệt thị. Đừng không làm thì thôi, làm thì chắc chắn phải bị. Và do vậy chúng ta nếu
muốn dấn thân trong cuộc sống thì phải chấp nhận. Còn nếu mà mình nghĩ rằng mình chỉ dấn thân thôi mà mình muốn cái này mà không muốn có cái kia thì chuyện đó không có đâu. Nó luôn luôn không phải có. Sau cùng, thưa quý vị, qua những bài học này thì chúng ta cũng học được một chữ khác ở trong cuộc sống, là Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta có một cái phản ứng gọi là hiền thiện, phản ứng tốt đẹp khi gặp tất cả những nghịch cảnh đối diện trong cuộc sống này. Thật ra trong cái bài kinh mà ví dụ cái cưa đó, Đức Phật có dạy rằng nếu có một người mà họ bắt hại mình mà mình đem cái tâm quán thù để mà đáp trả lại thì chúng ta chưa thật sự hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Do vậy, chúng ta là con của Đức Phật thì ở trong mọi hoàn cảnh càng cố gắng ẩn nhẫn, càng cố gắng để giữ tâm mình cho được an hòa thì điều đó là chúng ta càng gần với Đức Phật hơn. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Tế Thăm Ma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại giáo trình Kinh Tương Ưng và vị giảng sư là Thượng Tọa Phật và Thượng Tọa Tuệ Quyền. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết đại hội hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn trần đạo cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa huy diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính tri ân với ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành mà cảm cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sở.